Trà sữa là thức uống gây nghiện không giới hạn độ tuổi và giới tính. Có những cô gái hay hờn dỗi cũng chỉ cần một ly trà sữa thôi là sẽ xí xóa hết mọi lỗi lầm cho bạn trai. Thế nhưng không phải uống nhiều là tốt. Một cô gái 25 tuổi đã phải nhập viện vì uống 2 ly trà sữa mỗi ngày. Theo thông tin từ hãng thông tấn Trung ương Trung Hoa Dân Quốc, đã có một cô gái 25 tuổi họ Hoàng bị bệnh tiểu đường và mỡ máu cao. Cô Hoàng uống 2 cốc trà sữa mỗi ngày, sau một thời gian dài thì bỗng có biểu hiện mắt trái bị đỏ và sưng, suy giảm thị lực và phải đi khám. Xia Chia Lin, bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung Sơn Đài Bắc, cho biết mắt trái của bệnh nhân hơi đỏ và sưng, thị lực suy giảm trầm trọng. Bác sĩ cho biết thêm, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân sang khoa chuyển hóa và phát hiện ra rằng bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và mỡ máu cao, xuất huyết võng mạc tiểu đường, còn được gọi là đột quỵ mắt. Theo bác sĩ Xia Chia Lin, nhiều người thường bị cám dỗ bởi đồ ngọt hoặc đồ uống có đường và họ không nghĩ rằng những người trẻ tuổi có thể là bị bệnh tiểu đường nên chủ quan trong ăn uống. Chuyên gia nhấn mạnh việc ăn uống không khoa học như vậy sẽ không đảm bảo được sức khỏe. Để tránh những hậu quả không mong muốn thì chúng ta nên uống trà sữa ở những nhãn hàng uy tín. Không nên uống trà sữa chứa quá nhiều đường sữa, cũng không nên uống món đồ này quá thường xuyên mà mấy lần trong một ngày. Các bạn trẻ nhớ nhé, nghiện vừa đủ thôi còn phải giữ sức khỏe cho mình nữa nha.